Top 10 phim chung nổi tiếng quốc tế Chị Lộ Tư đối đầu Bạch Lộc, Dương Tử Đích Thị Con Ghẻ Vụng trộm không thể giấu của Lộ Tư ai ngờ lại nhận được nhiều tình yêu tương từ khán giả tới vậy Top 10 bộ phim chung nổi tiếng tại nước ngoài vừa được một trang web tổng hợp gần đây đang thu hút độ thảo luận cao trên mạng xã hội Theo kết quả được công bố, vụng trộm không thể giấu của Lộ Tư Trần Chết Viện đã xuất sắc chiếm chọn ngôi Nhật Bản vật nhiều siêu phẩm ăn khách trong năm như trường Người Tận Minh, trường Tương Tư, Dương Tử Trương Vạn Ý Đặng Vi, cũng như nên hoa lầu của Thành Nghị. Vượng Trọng không thể giấu thời điểm trước khi nên sóng từng bị khán giả quay lưng vì cho rằng Trần Triết Viễn trên nội tư hay nam phụ mã bà khiên không phù hợp với thiết lập nhân vật. Thế nhưng mọi lời chê bai đó đã, đã bay biến hoàn toàn kể từ lúc phim ra mắt những tập đầu tiên, thậm chí dân tình còn khen ngợi giàn quát không ngớt từ những diễn viên bị hát hổi trần chiết viễn mạ bà khiên trở thành sa nam hot hít thu về lượng fan hùng hậu xếp hạng 2 và 3 trong bảng là trường nguyệt tận minh gia la vân hy bạch lộc chủ diễn và tình yêu anh dành cho em của vương tử kỳ vương ngọc văn trường nguyệt tận minh thuộc dự án cấp s cộng của soku với vốn đầu tư khổng lồ mặc dù còn xuất hiện một vài nùm xùm không đáng có nhưng nếu chỉ xét riêng về chất lượng phim thì đây quả thực là một tác phẩm hay kỹ xả mãn nhãn diễn xuất của John Cát đặc biệt là Vân Hỷ ồn áp, chạm tới cảm xúc của người xem. Hai siêu phẩm được các nền tảng lớn công nhận bạo khoản của năm, như Trường Tương Tư và Liên Hoa Lâu, thế nhưng ở trường quốc tế, hai bộ phim lại có thứ hạng khá khiêm tốn. Lần lượt đứng ở vị trí thứ 7 và 8, còn để thua cả bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường kinh phí thấp, khi anh chạy về phía em có chu dực nhiên Trương Miểu Di, hộ tâm hậu minh hạ châu xã đóng Chính.